EVN Bình Thuận rút 3 đồng thì đút túi 2 đồng, vì sao Dương Quang Thành giàu to? Tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ vào tháng 1 năm 2024, ông Tuân Sô, người phát ngôn của Bộ Công an Việt Nam cho biết, trong vụ án công ty cổ phần tập đoàn Tuấn An và công ty điện lực Bình Thuận, chủ đầu tư và nhà thầu đã bắt tay nhau để nâng khống giá vật tư thiết bị điện. Nhiều vật tư thiết bị điện được nâng giá từ vài chục đến vài trăm phần trăm, có những vật tư được nâng giá lên tới 300%. Rút ruột rồi báo lỗ đòi chính sách bảo trợ, bắt người dân cả nước đóng tiền. Tháng 12 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra C03 Bộ Công an đã bắt tạm giam một loạt cán bộ chủ chốt của EVN Bình Thuận, gồm ông Trần Ngọc Linh, nguyên giám đốc, ông Nguyễn Thành Ngôn, giám đốc, ông Trương Tấn Đạt, phó giám đốc, nguyên trưởng phòng kế hoạch vật tư, ông Lê Quang Nghĩa, trưởng phòng kế hoạch vật tư và ông Tạ Thúc Thông, chuyên viên phòng này. Tất cả đều bị khởi tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ. Cùng bị bắt tạm giam với các quan chức EVN Bình Thuận, còn có ông Huỳnh Tuấn Anh, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Tuấn Ân và nhiều thuộc hạ của ông này, nâng khống giá và lại quả cho quan chức là trò bòn rút ruột ngân sách của nhà nước, tức là tiền của nhân dân Việt Nam. Nó rất phổ biến trong chính quyền này. Giá vật tư chỉ 1 đồng nhưng hai bên thỏa thuận thành 3 đồng, rồi bên bán thối lại cho bên mua, thực chất là cho quan chức. Như vậy, với 3 đồng tiền của nhà nước mà thực chất là tiền thuế của người dân, thì quan chức EVN Bình Thuận đã rút được 2 đồng bỏ túi. Sau đó, EVN Bình Thuận hạch toán lỗ rồi báo về Tổng Công ty EVN Việt Nam để báo lỗ với chính phủ và đòi tăng giá điện lên rất nhanh. Lần nào EVN đòi tăng giá điện, chính phủ cũng đều thỏa mãn sự đòi hỏi đó. Đây là một điều rất đáng ngờ. Ông Dương Quang Thành dùng tiền ở đâu để mà nuôi con ăn học ở Mỹ từ bậc phổ thông đến như vậy? Nó tốn kém nhiều trăm ngàn đô la. Câu hỏi đặt ra là liệu rằng với cơ chế như nhau trên toàn quốc, một khi EVN Bình Thuận nâng khống rút ruột được, thì EVN các tỉnh khác không làm được hay sao? Câu hỏi được đặt ra. Vấn đề thua lỗ triền miên của EVN từ năm này sang năm khác đã khiến nhiều người đặt câu hỏi tại sao chính phủ luôn cho EVN toại nguyện khi đòi tăng giá điện để bù lỗ, nhưng rồi vẫn tiếp tục lỗ và lại móc túi người dân. Vào năm 2023, EVN được chính phủ cho tăng giá điện tới 2 lần, nhưng rồi họ báo cáo lỗ tới 38.000 tỷ đồng và tiếp tục đòi tăng giá điện trong năm 2024. EVN được ưu tiên độc quyền về điện, một mình một chợ mà vẫn thua lỗ từ năm này sang năm khác thì chỉ có thể nói lãnh đạo EVN chủ trương cố tình lỗ. Họ cần một bản hạch toán lỗ để đòi tăng giá điện, mà tăng giá điện là móc túi của người dân. Mỗi người trong nước đều phải bỏ ra số tiền rất lớn năm sau cao hơn năm trước. Hiện nay EVN đang là một ổ tham nhũng, bòn rút tiền của nhà nước để tạo ra những khoản lỗ lớn. Một sự thông đồng có hệ thống từ EVN, từ chính phủ tới Bộ Công Thương đến tổng công ty và xuống tận những công ty còn ở các địa phương. Hiện nay, tham nhũng đã thành hệ thống lũng đoạn, rất khó để triệt phá. Theo một nguồn tin riêng cho biết, nhiệm vụ của các EVN địa phương là nâng khống rút ruột. Tiền chênh lệch đó EVN địa phương không thể ăn một mình mà phải chia cho lãnh đạo của tổng công ty, lãnh đạo tổng công ty lại phải ăn chia với Bộ Công Thương và chính phủ. Cứ như thế, hệ thống này cần chất bôi trơn để chính sách được chạy và giá điện cứ đều đều tăng, dân thì ẻ lưng gánh hậu quả và doanh nghiệp thì tăng giá thành. Ông Trần Tuấn Anh chịu trách nhiệm lớn trong sai phạm của EVN thời ông làm Bộ trưởng Bộ Công Thương. Như vậy, tiền ngân sách được rút ra từ các EVN địa phương, sau đó chuyển ngược lên tổng công ty, rồi từ tổng công ty ngược dòng tiền lên Bộ Công Thương và từ Bộ Công Thương chảy ngược lên chính phủ. Chính phủ được tưới tiền bẩn nên cho phép tăng giá điện. Thế là các EVN địa phương móc được tiền từ túi dân để mà đắp vào phần thua lỗ. Sau đó, chu trình nâng giá khống khiến doanh nghiệp thua lỗ, tiền chênh lệch ngược dòng chảy lên cao, rồi chính sách lại từ chính phủ bàn xuống cho phép EVN được phép tăng giá điện. Cứ như thế, các chu trình lặp đi lặp lại hết vòng này đến vòng khác, trở thành một vòng xoáy bất tận. Nếu ông Trọng khui đến nơi đến chốn
thì vụ án EVN sẽ là vụ án rất lớn, lớn nhất từ trước đến nay. Ông Dương Quang Thành khi còn là chủ tịch EVN, nếu chỉ sống bằng lương, ông khó có thể nuôi con học đại học ở nước ngoài, chứ nói gì đến chuyện cho con du học từ Mỹ, từ những bậc phổ thông trung học. Vậy tiền từ đâu mà có? Chính là tiền từ túi của nhân dân mà ra. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin EVN Bình Thuận rút 3 đồng thì rút túi 2 đồng. Vì sao Dương Quang Thành giàu to? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Chân dài Ngọc Trinh 1 năm tù, theo rất dậy Lê Hồng Nam dẫm nát cuộc đời chân dài. Vụ bắt giữ chân dài Ngọc Trinh của tướng Lê Hồng Nam đã được xác định là một vụ lạm dụng quyền lực thô thiển. Nhiều luật sư cho biết với tội lái xe không an toàn của Ngọc Trinh chỉ cần phạt hành chính như bao vụ khác hoặc có thể tịch thu phương tiện chứ không thể bắt giam. Sau khi bắt Ngọc Trinh, cả hệ thống báo chí vào cuộc bênh vực cho ông tướng công an lạm quyền, bắt người bừa bãi bằng những cách diễn đạt tùy tiện. Họ nói rằng khái niệm công cộng mà họ dùng để buộc tội Ngọc Trinh về tội gây rối trật tự công cộng chính là không gian mạng. Ngọc Trinh bị phạt 1 năm tù treo. Vụ Ngọc Trinh là một vụ án rất nhỏ nhưng đã thể hiện bản chất của chế độ, đó là sự lạm quyền và lấy sai sửa sai. Ban đầu, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho bắt Ngọc Trinh vì lỗi lái xe không an toàn đã là một quyết định sai. Cái sai tiếp theo là dùng cách diễn đạt pháp giải pháp và pháp luật tùy tiện để hợp thức hóa cái sai của lần trước. Kết quả, Ngọc Trinh bị giam hơn 100 ngày một cách oan ức. Điều khốn nạn là dù cái sai đó đã rõ ràng, nhưng hệ thống tư pháp vẫn cố che đậy. Một chính quyền mà khi công an làm sai thì cho báo chí hùa vào để che đậy, thì làm gì có tinh thần thượng tôn pháp luật. Qua vụ Ngọc Trinh, người dân càng thấy rõ dân luôn ở bên phải chịu tội, còn chính quyền thì luôn đúng. Họ phân biệt giữa dân và chính quyền thành địch và ta rất rõ ràng, mặc dù họ luôn hô hào vì dân. Vào ngày 2 tháng 2, vụ Ngọc Trinh cũng được đưa ra xét xử và kết quả, tòa đã phạt 1 năm tù treo và cho thử thách 2 năm. Biết rằng tù treo là mức án nhẹ nhất, nhưng việc kết án tù treo và nhốt bị can hơn 100 ngày vì tội chỉ đáng phạt hành chính cũng là một sự trừng phạt quá tay đối với chân dài Ngọc Trinh. Thực ra, Ngọc Trinh được nhận bản án nhẹ cũng bởi cô đã chấp nhận làm clip tự thú về những sai phạm của mình. Clip này được công an dàn dựng theo kịch bản của họ và Ngọc Trinh chỉ việc thực hiện theo, đồng nghĩa với việc cô tự kết tội mình trước công chúng. Mục đích là để chứng minh rằng công an không sai, bởi đã bị can tự thú rồi. Hình ảnh Ngọc Trinh tại tòa. Có lẽ chưa có một lực lượng cảnh sát nào trên thế giới lại bị ổi như các công an tại Việt Nam, dùng clip bị can tự thú để che đậy hành động lạm quyền của mình. Hành động này xâm phạm danh dự của bị can một cách nghiêm trọng để hợp thức hóa cho hành động lạm dụng quyền lực của chính họ. Giả sử Ngọc Trinh không thành khẩn nhận tội mà quyết tâm bảo vệ mình đến cùng trước camera, thì công an có dám tung clip này lên báo hay không? Hay là họ ém nhẹm đi rồi trả thù người ngang bướng, không chịu thực hiện theo kịch bản của họ bằng một bản án nặng nề hơn? Sau khi Ngọc Trinh bị tòa tuyên án 1 năm tù treo, hệ thống báo chí ma quỷ lại phủ phép biến bản án áp đặt cho của tòa thành sự khoan hồng của pháp luật. Tờ Việt Báo giật tít ba của Ngọc Trinh chia sẻ khi con gái hưởng án treo, tôi rất vui mừng. Họ dựa vào lời của bố Ngọc Trinh để mà bảo chữa cho hệ thống tư pháp. Giả sử ông Trần Tòng, bố của Ngọc Trinh, lên tiếng kêu oan cho con gái, thì liệu Ngọc Trinh có thoát khỏi nanh vuốt của bảy quỷ ở tòa hay không? Người dân luôn không có sự lựa chọn. Dân là con mồi trong cái nanh vuốt của đảng. Chỉ có thể cảm ơn đảng và nhà nước thì mới hy vọng nanh vuốt đó không bổ vào mình. Còn nếu dám đấu tranh cho công lý thì chỉ có thể thiệt thần. Tuyên giáo của đảng lại dùng ba của Ngọc Trinh để chứng minh sự bao dung của chính quyền. Vụ án Ngọc Trinh cho thấy người dân không được luật pháp bảo vệ.
luật thì vẫn có, nhưng công an có thể tùy tiện phạm luật, rồi lại tùy tiện diễn giải. Quan trọng hơn là họ có cả bộ máy tuyên truyền, sẵn sàng bao che cho cái sai của họ. Ở xứ mà chúng ta sai, chúng ta xin lỗi. Dân sai, dân chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật, thì dân không có quyền tự bảo vệ mình bằng pháp luật. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Chân dài Ngọc Trinh, 1 năm tù treo, gót giày Lê Hồng Nam dẫm nát cuộc đời chân dài. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.